Khi bị dồn vào đường cùng, hãy nhớ 8 điều này. Kính thưa quý vị, nếu bạn đang gặp khó khăn trở ngại, hãy ghi nhớ 8 điều này để vượt qua mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Đau thương chính là một phần của sự phát triển. Không có áp lực, sẽ không có kim cương. Con bướm muốn tung đôi cánh muôn sắc trong gió cũng phải trải qua quá trình lột xác từ sâu đau đớn. Tuy vậy, đau thương chính là một phần của sự phát triển. Đừng trách móc đời sao hành hạ bạn không lối thoát. Hãy ghi nhớ câu này, nếu cuộc sống đá bạn một phát lùi về phía sau, thì bạn hãy hít thật sâu, nhảy bậc 10 phát về phía trước. Đã sống thì hãy sống đời như thế, hãy để đau thương là sự tác động giúp bạn mạnh mẽ hơn. Tất cả mọi thứ đều chỉ là tạm thời. Không có nỗi đau nào kéo dài mãi mãi, cũng không có bế tắc nào không thể có đường ra. Vậy nên, thay vì suy nghĩ tiêu cực là cả thế giới này đang quay lưng, đang chống lại bạn, thì hãy thư giãn đầu óc ra. Khó khăn hiện tại không có nghĩa là bạn sẽ khó khăn mãi mãi. Cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Hãy tin vào chính mình và thong thả đón nhận. Biết đâu điều kỳ diệu đang đợi bạn phía trước đấy. Hạnh phúc không kéo dài mãi mãi, và bản chất của nó là vậy. Có những lúc bạn cần phải chiến đấu qua những ngày tồi tệ để tiến tới những ngày tươi sáng. Hạnh phúc không phải là một trạng thái kéo dài mãi mãi. Nếu bạn tin rằng có thể đạt tới trạng thái hạnh phúc và ở trong trạng thái đó liên tục, thì đó là điều bất khả thi. Nó cũng giống như ngọn sóng đập vào bờ và tin rằng mình có thể ở mãi nơi đó, hay bạn tin rằng mình có thể giữ ai đó bằng cách ôm thật chặt vậy. Liệu bạn có thể ôm mãi như vậy được không? Hạnh phúc là một chuỗi những khoảnh khắc, nó đến và đi, chỉ vậy thôi. Hãy học cách chấp nhận điều đó, trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc dù là nhỏ bé trong cuộc sống này, để cảm thấy yêu quý cuộc đời mình hơn. Vết sẹo cuộc đời là biểu tượng sức mạnh của bạn. Trong đời này, chẳng ai dám khẳng định tôi chưa từng mắc lỗi lầm. Bạn đừng quá ám ảnh với những việc sai trái đã làm trong quá khứ. Hãy cố gắng sửa chữa nó bằng công việc tốt hơn ở hiện tại và tương lai. Lỗi lầm không thể biến mất, bạn chỉ có thể học cách vững mạnh vượt qua. Rumi từng nói, vết thương là nơi mà ánh sáng đi vào bạn. Hãy để vết sẹo cuộc đời là động lực giúp bạn sống tốt hơn nhé. Thất bại dạy cho ta những bài học kinh nghiệm. Bài học tốt nhất trong cuộc sống thường tới từ những lần thất bại hay những lỗi lầm mà bạn gây ra. Chính vì vậy, hãy để bản thân bạn vấp ngã đôi lần. Bạn càng sớm thích nghi với việc này, thì việc chạm tới thành công của bạn càng nhanh. Bạn không bao giờ có thể đảm bảo 100% sự việc sẽ diễn ra theo đúng như ý của mình, nhưng bạn vẫn có thể biết chắc rằng điều đó sẽ không xảy ra nếu bạn chỉ đứng dậm chân tại chỗ. Hãy làm một điều gì đó và cho phép bản thân bạn sai phạm vài lần. Điều này còn hiệu quả hơn việc bạn không làm bất cứ điều gì cả. Hãy bước ra ngoài, đối mặt với thử thách và học hỏi từ nó. Bạn không thể thay đổi điều mà bạn từ chối đối mặt. Từ chối đối mặt với một điều gì đó không bao giờ có thể thay đổi được hoàn cảnh đó. Bạn không thể học được từ thất bại hay sai lầm của mình nếu bạn từ chối đối mặt với nó. Chấp nhận rằng bạn cần phải đối mặt và thay đổi đòi hỏi nơi bạn lòng can đảm rất lớn, và lớn hơn nữa đó là sự dũng cảm, dám nhận trách nhiệm cho việc thay đổi nó. Điều quan trọng nhất đó là bạn cần phải dám bước những bước đầu tiên. Chính hành động đó sẽ tạo đà cho bạn để tiếp tục hành động tiến về phía trước. Hãy nhớ rằng bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi cách mình phản ứng với hoàn cảnh đó. Bạn không phải là quá khứ của mình. Tôi không cần biết trong quá khứ của bạn có những điều gì đã xảy ra. Tương lai của bạn luôn là một tờ giấy trắng thơm tho đang chờ bạn viết lên nó. Bạn không phải là những thói quen trong quá khứ của mình, càng không phải là những thất bại trong quá khứ của mình.
cách người khác đối xử với bạn trong quá khứ không đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị đối xử như vậy trong hiện tại. Bạn chính là những gì bạn đang thể hiện ngay tại thời điểm này. Quá khứ không tương đương với tương lai, bởi vì ở giữa nó có hiện tại. Bạn không thể thay đổi được quá khứ, nhưng bạn luôn có thể thay đổi hiện tại của mình để tiến tới tương lai tốt đẹp hơn. Đôi khi không đạt được một điều gì đó lại là một may mắn, bởi vì bạn sẽ có cơ hội đánh giá lại tất cả mọi thứ trong cuộc đời của mình. Liệu rằng đó có thật sự là cái mình muốn hay không? Liệu nó có xứng đáng để mình nỗ lực theo đuổi hay không? Hay lý do để mình theo đuổi nó là gì? Chính những khoảnh khắc này sẽ mở ra cho bạn những khả năng, những lựa chọn mới mà bình thường có lẽ bạn đã không để ý tới. Hãy nhớ rằng, đôi khi trong cuộc sống này, một số thứ mất đi là để những điều tốt đẹp hơn có thể xuất hiện. Hãy tin tưởng vào điều đó và tin rằng mất đi một điều gì đó không phải là quá tệ, mà đôi khi chính điều này lại mang tới cho ta cơ hội mới. Bảy, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Có một danh ngôn nổi tiếng là làm không chơi, đánh rơi tuổi trẻ. Điều này thực sự đúng đắn, bởi vì chúng ta làm việc để sống, nhưng không bao giờ sống chỉ để làm việc. Công việc rõ ràng chiếm hầu hết thời gian của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên làm việc cả ngày. Bạn cần dành thời gian cho những sở thích, mối quan tâm của bạn cũng như cho người thân. Yêu bản thân chưa bao giờ là xấu. Bởi vậy nên hãy tự hỏi bản thân liệu bạn có đang dành đủ thời gian cho những sở thích của mình và cố gắng giữ cho bản thân khỏe mạnh, và liệu bạn có đang dành thời gian ở bên gia đình, bạn bè hay không. 8. Tự thưởng cho bản thân vì những thành tích nhỏ. Ngay cả khi cuộc sống để thăng trầm đi nữa thì vẫn có những thành tích nhỏ trong thời điểm khó khăn. Bạn không được lãng quên những thành tích này mà cần ca ngợi những chiến công nhỏ. Chẳng hạn, bạn có thể ca ngợi bản thân vì dậy sớm vào buổi sáng, vì bạn tới phòng tập gym, hoặc vì bạn đã giải được bài tập môn toán đã trì hoãn từ lâu. 9. Tránh đổ lỗi. Đổ lỗi và tìm lỗi sai ở người khác là điều dễ dàng nhất mà ai cũng có thể làm. Tuy nhiên thì chúng ta lại khó tìm ra chính lỗi lầm của mình, hay chịu trách nhiệm về những gì bạn làm. Nếu bạn nghĩ ai đó cần chịu trách nhiệm cho những đau khổ bạn đang đối mặt ở hiện tại,